xin chào khán giả của người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng hôm nay là ngày thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì nga xâm lược Ukraine làm giá xăng ở miền nam California liên tục tăng với tình hình thế giới căng thẳng về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, giá xăng ở miền nam California tiếp tục tăng và gần như không có điểm dừng. Theo đài CBS Los Angeles, thì công ty AAA cho biết giá xăng ở miền nam California lại một lần nữa tăng đến mức kỷ lục vào hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 2. Ông Dushov là phát ngôn viên của AAA cho biết giá trung bình cho một gallon xăng không chỉ ở miền nam California là 4 đồng 88 Mỹ Kim. Giá xăng tăng khoảng 9 cent so với tuần trước và tăng 21 cent so với một tháng trước. So với thời điểm này của năm ngoái, giá xăng đã tăng 1 đồng 14 cent. À, một lý do khiến giá xăng tiếp tục tăng ở miền Nam California là việc Nga tấn công Ukraine, Nga là nước xuất cảng à, khí gas tự nhiên nhiều nhất thế giới và xuất cảng dầu thô nhiều thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Ả Rập Saudi. Nhiều dân cư than phiền là giá xăng ở một số chỗ lên đến gần 6 mỹ kim cho một lông và họ cho rằng tình hình giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục trở nên nguy hiểm hơn. Trong khi đó thì tỷ phú Elon Musk lên tiếng bảo vệ ISIS à, khỏi à, bảo vệ ISS khỏi bị rơi. Tỷ phú Elon Musk vào hôm thứ Bảy ngày 26 tháng 2 tuyên bố là SpaceX sẽ bảo vệ trạm không gian quốc tế viết tắt là ISS do Nga điều hành khỏi bị rơi xuống trái đất trước hàng loạt lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Ukraine. Theo Business Insider, ông Dmitry À, Rogozin, đứng đầu cơ quan không gian liên bang Nga, hôm 24 tháng 2 viết trên Twitter cho rằng nếu bạn chạm, nếu bạn đã chấm dứt hợp tác với chúng tôi, thì ai sẽ ngăn ISS không bị chệt khỏi quỹ đạo và rơi xuống Mỹ hay Âu Châu? Đến ngày 26 tháng 2, thì ông Musk đáp lại bằng cách đăng logo công ty của mình là SpaceX. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga được đưa ra sau cuộc tấn công quân sự của Moscow và Ukraine. Tổng thống Joe Biden cho biết, các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ sẽ làm suy giảm ngành kỹ nghệ không gian của Nga, bao gồm cả chương trình không gian, theo CNN. Trong loạt tin nhắn đăng trên Twitter, ông Rogozin là tuyên bố các lệnh trừng phạt có thể gây ra hậu quả trầm trọng cho ISS và phá hủy các hoạt động hợp tác liên quan đến ISS. Ngoài ra, thì một cấu trúc nặng 500 tấn có thể rơi xuống Ấn Độ và Trung Quốc. Bạn có muốn gửi lời đe dọa bằng viễn tượng như vậy hay không? ISS không bay qua Nga nên bạn sẽ phải hứng chịu mọi rủi ro. Và cái thú vị ông Musk đã ngầm xác nhận Space sẽ can thiệp nếu mà ISS rơi khỏi quỹ đạo. Một người dùng Twitter đã hỏi ông về việc này và nhận được những gì? Đó là câu trả lời là có. Liên quan đến phần tin khác thì Nga tấn công mạnh liệt vào Kharkiv, à, Ukraine kiên cường đánh trả. Thông tin từ chính quyền sở tại và những video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy binh sĩ của Ukraine đã chiến đấu kiên cường trên những con đường vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Trước sự tấn công mạnh liệt của quân Nga, theo Newsweek, loan tin vào hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 2, ông Oleg Senikobov là thống đốc của Kharkiv, đăng tin trên Facebook cho biết phương tiện giao thông hạng nhà của Nga tiến vào thành phố và yêu cầu dân chúng ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Một số đoạn video đăng tải trên trang mạng xã hội cho thấy xe quân sự của Nga di chuyển khắp thành phố và quân đội của Nga đi xung quanh theo từng nhóm nhỏ. Một số video khác ghi lại cảnh súng nổ diễn ra trên đường phố là Kharkiv và binh sĩ Ukraine đang kiểm tra các phương tiện hạng nhà của Nga hư hại do pháo kích và bị quân đội Nga bỏ lại trên đường phố. Các video do ông Anton Serachenko là cố vấn bộ trưởng nội vụ Ukraine đăng trên Telegram cho thấy hình ảnh của một số xe quân sự hạng dạ đi dọc theo con đường, còn một video clip khác ghi lại cảnh một chiếc xe tăng đang bốc cháy. Ngoài ra, cũng có một video thể hiện một nhóm binh sĩ Nga được cho là đầu hàng lực lượng Ukraine ở Kharkiv cuộc tiến công vào Kharkiv được quân đội Nga triển khai sau khi hỏa tiễn tấn công thành phố trong đêm. Dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết một quả hỏa tiễn tấn công một tòa nhà chính tầng ở Kharkiv vào đêm ngày thứ Bảy ngày 26 tháng 2 khiến một phụ nữ lớn tuổi sống ở tầng 5 thiệt mạng. Nhà chức trách cho biết có khoảng 60 người trú ẩn trong tầng hầm của tòa nhà để tránh thương vong. Văn phòng Tổng thống Ukraine đưa tin quân đội của Nga cũng cho nổ một đường ống dẫn khí đốt ở Kharkiv. Chính quyền cảnh báo người dân nên tự bảo vệ bằng cách che cửa sổ bằng vải hoặc là khăn ấm. Trong một tin nhắn đăng trên Twitter, thì ông Sergei Kista, là đại, đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng Ukraine liên lạc với Ủy ban Hồng tự quốc tế để hỗ trợ đưa hàng ngàn thi thể binh sĩ Nga hồi hương vì họ xứng đáng được chung cất một cách đàng hoàng. Dòng tuyết còn chưa biết có khoảng 3.500 binh sĩ Nga thiệt mạng trên đất của Ukraine trong những trận giao tranh vừa qua. Bộ Quốc phòng của Ukraine cũng tuyên bố phá hủy 536 xe bọc thép, 102 xe tăng và 15 khẩu pháo bắn rơi 14 chiến đấu cơ và 8 trực thăng của Nga trong khi đó thì xuất cảnh của Việt Nam vẫn dựa vào đầu tư ngoại quốc. Phần lớn thì ngoại tệ thu về qua xuất cảng của Việt Nam những năm gần đây đều dựa vào khu vực ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Hôm thứ Hai ngày 24 tháng 2, Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản Việt Nam đã công bố bản báo cáo hàng tháng về tình hình kinh tế xã hội cả nước. Các con số nêu ra cho thấy nền kinh tế của Việt Nam vẫn không biết đến bao giờ mới có thể tự đứng trên hai chân của mình vì 3 phần tư số ngoại tệ Việt Nam đưa về từ xuất cảng vẫn từ khu vực đầu tư nước ngoài. Tính chung, 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 53.79 tỷ Mỹ kim, tăng 10.2% so với cùng thời kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 14.29 tỷ Mỹ kim, tăng 24.1%, chiếm 26.6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 39.5 tỷ Mỹ kim, tăng 5.9%, chiếm 73.4%. Bản báo cáo uh, nêu trên đã viết. Trong số những công ty ngoại quốc có vốn đầu tư nhiều nhất và xuất cảng đem về nhiều ngoại tệ nhất cho Việt Nam là Samsung và Nam Hàn. Ngày 19 tháng Giêng vừa qua, hãng Samsung nói rằng dù hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 2021, doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 74.2 Mỹ Kim, À, tăng 14% so với năm 2020, kim ngạch xuất khẩu là 65.5 tỷ Mỹ kim tăng 16% so với năm 2022. Cuối năm ngoái thì TCTK báo cáo cả năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 336.25 tỷ Mỹ kim tăng 19% so với năm trước. Trong khi đó thì khu vực kinh tế đã đạt 88.71 tỷ Mỹ kim tăng 13.4% trong các con số thống kê vừa kể, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm à, 82.3% tổng giá trị hàng xuất khẩu, hàng chủ lực của Việt Nam chỉ là nông, lâm sản, khoáng sản và đồ gia công giá trị thấp như quần áo và giày dép. Nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn bị y án sơ thẩm là 11 năm tù. Nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn bị tòa án Cộng sản Việt Nam ở Sài Gòn áp đặt y án sơ thẩm là 11 năm tù trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra nhanh chóng vào hôm 28 tháng 2. Ông Lê Hữu Minh Tuấn, 33 tuổi, là một trong ba thành viên trụ cột của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đã bị bắt giữ và áp đặt các bản án nặng nề vào ngày 5 tháng Giêng năm 2021 khi bị vu cho tội làm tàn trữ phát tán thông tin vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, nói với đài RFA về phiên tòa phúc thẩm hôm 28 tháng 2, Ông Lê Hữu Minh Tuấn phủ nhận lời vu cáo là ông vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ông chỉ hoàn toàn thực hiện các quyền tự do căn bản của công dân về tự do báo chí và tự do ngôn luận, tự do lập hội như điều 25 của bản hiến pháp của chế độ quy định và luật sư Mạnh cũng cho hay là ông nêu ra các điều vi phạm luật lệ hình sự tối tụng của vụ án để yêu cầu trả tự do cho ông Tuấn. Tuy nhiên thì cũng giống như các vụ án chính trị khác, lời biện hộ của luật sư không hề có tác dụng khi bản án luôn luôn là án bỏ túi, được ấn định từ trước. Trước khi có phiên tòa phúc thẩm, luật sư Mạnh đã nói với đài RFA rằng đối với những phiên tòa có yếu tố liên quan đến chính trị như thế này thì chúng tôi cũng đã không đặt quá nhiều hy vọng vào việc thay đổi bản án vì thông lệ nó là như vậy. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam do các ông Phạm Chí Dũng, năm nay 55 tuổi, ông Nguyễn Tường Thụy, năm nay 70 tuổi và ông Lê Hữu Minh Tuấn cùng 40 người khác đứng ra thành lập năm 2014, tổ chức này không phải là một bộ phận tuyên truyền của chế độ nên bị coi là bất hợp pháp. Dù hiến pháp nói công dân có đủ quyền tự do căn bản, đồng thời thì họ cũng xuất bản tờ báo mạng lấy tên là Việt Nam thời báo để phổ biến thông tin cũng như là viết phân tích, bình luận thời sự không rập khuôn theo đường lối tuyên truyền một chiều hay bóp méo sự thật như guồng máy tuyên truyền của chế độ. Dính vụ Việt Á, Giám đốc CDC Đắk Lắk bị phong tỏa tài khoản ngân hàng à, kính Thưa quý vị công an, tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng tổ chức tín dụng sao kê và ngăn chặn các giao dịch liên quan đến tài khoản của ông Trịnh Quang Trí, 51 tuổi là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đắk Lắk, để điều tra việc có dấu hiệu vi phạm về đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng xảy ra vào năm ngoái tại CDC Đắk Lắk theo báo tiêu Trẻ vào hôm 27 tháng 2. Cụ thể là cơ quan điều tra đề nghị các tổ chức tín dụng cung cấp sao kê các dịch vụ của ông Trí từ ngày 1 tháng Giêng năm 2020 đến nay, đồng thời cũng tạm dừng ngay việc giao dịch rút tiền, chuyển tiền đối với tài khoản của ông Trịnh Quang Trí. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắc đã mời ông Trí và một số cán bộ liên quan làm việc để xác minh việc CDC Đắk Lắc đã mua gần 20.000 kit xét nghiệm của công ty Việt Á với giá khoảng 367.000 đồng tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng để chạy máy xét nghiệm RT-PCR. Ngoài ra, CDC Đắk Lắk còn mua một số kit xét nghiệm nhưng chưa thanh toán, cũng như các lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh nói với báo chí trước đó, ông Nay Phi La là giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk khẳng định là đơn vị không nhận hoa hồng từ vụ mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Trước đó hôm 26 tháng 2, theo tờ của Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Dõng, 55 tuổi, giám đốc CDC Khánh Hòa cũng đã bị công an tỉnh này ra lệnh ngăn chặn giao dịch tài sản. Biện pháp nêu trên nhắm vào ông Dõng và chính thuộc cấp là nhằm phục vụ điều tra sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại CDC Khánh Hòa liên quan đến việc đã mua 63.280 bộ kit xét nghiệm COVID-19 cho công ty Việt Á sản xuất với giá là 26.2 tỷ đồng. Trước ông Dõng, một loạt giám đốc CDC các tỉnh thành đã vướng vào vòng lao lý vì dính vụ mua ký xét nghiệm của Việt Á. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.